Xin chào các anh chị. Chúng ta sẽ gặp nhau trong video này. Là video cuối cùng tôi sẽ nói về các cái chiến lược khuyến mại. Bởi vì chúng ta đã nói về đến 48 chiến lược rồi. Thì số còn lại là 49, 50, 51, 52, 4 số. Thì tôi sẽ nói trong video này, được chưa ạ? Để các bạn tham khảo, các bạn áp dụng cho cái quá trình kinh doanh và bán hàng của mình. Số 49, chiến lược số 49, tôi gọi nó là khuyến mại kèm theo các hoạt động từ thiện hoặc là thiện nguyện. Thì đây cũng là một cái chiêu thức PR quảng cáo rất là cao thủ, rất là tinh vi và cũng rất là được cái sự quan tâm của cộng đồng. Thí dụ như thế này, cách thức tổ chức của nó sẽ là như này. Các bạn có thể đưa ra chương trình là cứ mỗi một sản phẩm được bán ra thì bạn sẽ cam kết trích bao nhiêu phần trăm hoặc là bao nhiêu tiền đó vào cái quỹ gì đó. Cái quỹ gì đó thì nó liên quan đến sản phẩm hoặc liên quan đến khách hàng, đúng không ạ? Ví dụ như bạn bán đồ trẻ em thì có thể là quỹ cho trẻ em nghèo. Bạn bán đồ người lớn thì bạn có thể quỹ cho những người nghèo, đúng không ạ? Hay là vùng cao, đấy. Thế thì cứ mỗi một cái sản phẩm bạn bán ra, bạn có thể tặng 5.000, 10.000, 20.000, 1%, 2% tùy từng cái giá trị của sản phẩm và lợi nhuận của sản phẩm để đưa vào các cái quỹ này, đúng không? Các cái quỹ tấm lòng vàng, tấm lòng bạc, tấm lòng nhôm gì đó, được chưa? Hoặc là một cái quỹ nào đó, hoặc là một cái chương trình thiện nguyện nào đó, hoặc trực tiếp các bạn có thể đi làm cũng được, không sao cả. Thế thì các cái nhà bán lẻ ở đây thì có thể đưa ra cái chương trình như vậy mà vừa là khuyến mại mà vừa kêu gọi được cái lòng hảo tâm của khách hàng. Và hiện nay thì theo quan sát của tôi thì các khách hàng cũng rất là thích làm từ thiện, rất là thích làm thiện nguyện và các chương trình hảo tâm. Họ có thể đóng góp 50.000, 100.000 gì đó để làm các chương trình như vậy thì không có vấn đề gì. Nhưng miễn là bạn đưa ra chương trình nó phải rõ ràng. Sau khi bạn thu được tiền hoặc là bạn trích quỹ ra, bạn phải chuyển cho các cái quỹ này một cách minh bạch. Sau đó thì bạn minh chứng cái điều đó bằng cách là có những cái thông tin chứng từ là tôi đã chuyển tiền cho cái quỹ này, quỹ kia, hay là chúng tôi đã tổ chức một cái chuyến đi từ thiện đến đây, đến đây. Mọi người sẽ thấy rằng cái số tiền của mọi người mua sản phẩm của bạn và được ủng hộ, trích một cái quỹ đi ra thì nó được sử dụng ở đúng mục đích, đúng cam kết, chứ không phải là nói mồm, nói cho sướng mồm sau đấy thì không làm. Thì đây là một cái chương trình tôi đánh giá rất là cao, cao về chuyên môn, cao về chiêu thức, đúng không ạ? Và cả giúp cho được cả khách hàng, cũng tạo được cái giá trị gia tăng cho cộng đồng nữa. Đấy là tôi gọi nó là số 49 nha. Số 50, các bạn có thể làm khuyến mại thông qua các cuộc thi, contest. Đấy, contest tức là thi ảnh đẹp, thi bài viết hay, thi like nhiều, thi lượt xem video, đúng không ạ? Vote kiểu thế. Thi làm review, feedback này nọ và nhận được những cái phần quà giá trị. Thì đây cũng là cách mà rất là nhiều đơn vị họ làm. Review về mỹ phẩm, review về tour du lịch, review về nhà hàng, kiểu kiểu như thế. Thậm chí là nó có đẻ ra cả những cái app trên điện thoại là chuyên review, đúng không ạ? Thế rồi thì cái số 51, và đấy là tôi gọi nó là cái chiến lược khuyến mại là sốc độc lạ, dĩ, khác thường, sáng tạo. Vâng, có lẽ là tôi sẽ phải để một cái chiến lược cuối cùng có một cái tên nó, có một cái tên chiến lược nó cũng nghe cũng đã rất là sốc rồi, rất là lạ rồi, đúng không ạ? Với mục đích của tôi là dành cho các bạn làm marketing, làm kinh doanh, làm bán hàng, làm sale, là các bạn luôn luôn nghĩ, luôn luôn sáng tạo ra những cái chương trình khuyến mại. Bởi vì thực tế cái hoạt động marketing thì nó là thiên biến vạn hóa, nó đòi hỏi cái tính sáng tạo. Chúng ta có thể đi copy nhưng mà chúng ta cũng có thể tạo ra được những cái sản phẩm tốt hơn so với cái sản phẩm mà chúng ta đã copy, đúng không ạ? Sao chép và tàn sát ấy. Nó có hẳn một cái chiến lược kinh doanh là sao chép và tàn sát. Tức là tôi sẽ sao chép cái tính năng của đối thủ, cái cách làm của đối thủ, nhưng tôi làm tốt hơn và tôi sẽ giết chết đối thủ. Đấy. Một cái ví dụ điển hình các bạn thấy là ví dụ như là ở Việt Nam là Uber là vào Việt Nam trước. Uber nổi tiếng hơn Grab. Nhưng hiện nay Uber bị mai một và Grab đã xoán ngôi, đúng không ạ? Bởi vì cách làm của Grab đúng. Cho nên ý tôi muốn giải thích là gì? Kể cả bạn đi trước, bạn nghĩ ra mô hình tốt hơn, bạn đã nhìn ra vấn đề nhưng cái quá trình vận hành của bạn không tốt, bạn có thể mai một. Hay là kể cả trong lĩnh vực đào tạo trực tuyến cũng thế. Trước đây tôi thường hợp tác với một cái đơn vị rất là tốt, đúng không ạ? Doanh số của họ rất cao nhưng mà
càng ngày doanh số của họ càng xuống càng xuống. Mặc dù họ là một trong những cái platform đi đầu, nhưng mà sau này các platform sau họ ra họ tốt hơn, họ sao chép được các tính năng như vậy, nhưng mà họ lại còn dịch vụ tốt hơn, khuyến mại tốt hơn, giảm giá tốt hơn, làm marketing tốt hơn, và họ làm được các bài giảng tốt hơn, thì họ lại tăng trưởng được doanh số và họ lấy hết thị phần của đối thủ ra trước. Đấy, thế thì ý tôi muốn nói là các bạn cần phải luôn luôn suy nghĩ về cái yếu tố là sốc, độc lạ, khác thường, khác biệt, sáng tạo, được chưa ạ? Bạn cứ tưởng tượng nha, bạn có thể tung ra bất kỳ cái chương trình khuyến mại nào, kể cả điên rồ cũng được, miễn là không vi phạm pháp luật, đúng không ạ? Không ảnh hưởng đến định vị, giá trị thương hiệu của bạn, thì bạn đều có thể tung ra những chương trình như vậy để thử nghiệm. Nếu đúng bạn làm tiếp, nếu sai bạn rút kinh nghiệm, đúng không ạ? Không có một cái giới hạn nào cho sự sáng tạo, cũng không có một cái công thức nào là phải đi theo 52 chiến lược của anh Phan Anh, không cần thiết phải như thế. Hãy xem những công thức của anh Phan Anh và sau đó suy nghĩ và vận dụng một cách sáng tạo và đổi mới, nâng cấp, khác biệt hơn để tạo ra được những chương trình khuyến mại hay nhất cho mình, lại còn sáng tạo hơn nữa, đúng không ạ? Bởi vì không có công thức chung, không có tấm áo nào phù hợp với tất cả mọi người. Đấy, bạn hãy bước ra khỏi khuôn khổ, hãy suy nghĩ, mà theo cái tiếng Anh người ta gọi là think out of box đấy, đúng không ạ? Hãy suy nghĩ ra khỏi ngoài khuôn khổ. Bạn luôn luôn đặt câu hỏi là làm như thế đã tốt chưa? Liệu có cách nào tốt hơn không? Làm thế nào để tôi khác biệt? Làm thế nào để tôi sáng tạo? Đúng không ạ? Và bạn cũng suy nghĩ về việc là điều gì sẽ xảy ra khi mà cuộc chiến về giá, tất cả cùng mọi người cùng giảm giá, thì mình phải làm gì? Tất cả mọi người đều tháo chạy thì mình phải làm gì? Đúng không ạ? Tất cả mọi người đều ở lại thì mình phải làm gì? Thì chúng ta sẽ kết hợp thêm các cái chiến lược khác, như là đổi mới sản phẩm, thay đổi về bao bì, mẫu mã, tính năng, đúng không ạ? Rồi thì chúng ta là chiến lược chăm sóc khách hàng trước, trong và sau bán, các dịch vụ bán hàng tốt, các cái trải nghiệm của khách hàng trên web, trên fanpage, trên cửa hàng rất ok, áp dụng thêm sử dụng các cái công cụ marketing online như là Facebook marketing, Google Sales, Google AdWords, email marketing, làm thương hiệu cá nhân, vân vân, làm bài PR và đặc biệt là khuyến mại. Thì tất cả những cái khóa học như vậy tôi vừa liệt kê thì các bạn đều có thể tìm giảng viên Nguyễn Phan Anh là tôi để mua các khóa học này thêm. Vì tôi có rất nhiều các khóa học như là Facebook, Sales, Email, Google AdWords, Marketing trong ngành thời trang, Marketing trong ngành nhà hàng, quán cà phê, karaoke, thế rồi thì vân vân, rất nhiều các cái dịch vụ khác nữa, các cái chương trình đào tạo khác nữa, được chưa ạ? Và cái cuối cùng, số 52, tôi muốn nói với mọi người đấy là chúng ta luôn luôn phải giữ chữ uy tín với khách hàng, bằng cách là chúng ta phải luôn luôn là nói thật, luôn luôn là đổi mới sản phẩm và làm các cái dịch vụ tốt nhất, tốt hơn nữa cho khách hàng, làm khách hàng ngày càng hài lòng hơn nữa. Thì đây là một cái hình thức và tôi tạm gọi nó là khuyến mại trong ngoặc kép. Nó không phải là khuyến mại nhưng tôi nghĩ nó là khuyến mại trong ngoặc kép, là giữ chữ tín và làm cho khách hàng trở nên hài lòng và hài lòng hơn nữa, thì bạn sẽ thành công và thành công hơn nữa. Bạn sẽ không bị chết trong một cái thị trường thay đổi như thế này. Bán đúng giá, bán đúng chất lượng, đúng không? Không làm ăn gian dối, bán đúng cam kết, giữ lời hứa về các dịch vụ trước, trong và sau bán, liên tục đổi mới các phương pháp bán hàng, các quy trình, liên tục cởi mở, liên tục áp dụng những cái phương thức mới nhất. Bởi vì chúng ta đang sống trong một cái thời kỳ là mọi thứ đều đổi thay, thay đổi một cách rất nhanh chóng, cho nên chúng ta cần phải cũng thay đổi và thiên biến vạn hóa, thích ứng nhé. Tôi dùng cái từ là thích ứng. Các bạn ra chương trình khuyến mại, các bạn ra chiêu này chiêu kia, thay vì là ngồi than phiền và ảo tưởng về cái thời kỳ hoàng kim đã trôi qua đó. Thì trên đây là toàn bộ 52 cái chiến lược. Thực sự là tôi đã trình bày hơn 52 chiến lược đấy ạ, nhưng thôi, tôi bonus thêm cho các bạn, cũng coi như là khuyến mại. Thì 52 cái tuyệt chiêu, cái chiến lược tung các cái chương trình khuyến mại để các anh chị và các bạn có thể tham khảo, áp dụng và đưa vào cái hoạt động kinh doanh của mình, đặc biệt trong lĩnh vực bán lẻ siêu thị, bán lẻ hàng hóa, thời trang, nhà hàng, salon tóc, spa làm đẹp, bệnh viện, thẩm mỹ viện, bất kể cái gì liên quan đến việc là chúng ta bán hàng cho người tiêu dùng cuối cùng,
các trung tâm tiếng Anh, các trung tâm ngoại ngữ, các trung tâm giáo dục đều có thể áp dụng rất tốt các chương trình này. Đó, chúng ta sẽ xem video, đồng thời sẽ đọc thêm một cái bản text. Tôi sẽ gửi cho các bạn một cái bản text là ebook xây dựng và chiến lược, xây dựng các cái chiến lược khuyến mại nha. Tôi sẽ gửi cho các bạn một cái bản PDF nữa thì các bạn có thể xem thêm để kết hợp. Và nếu như các bạn có bất kỳ cái câu hỏi nào, các bạn có bất kỳ cái góp ý nào cho bài giảng của tôi, kiến thức của tôi hay là bất kỳ cái chia sẻ nào thì xin vui lòng hãy gửi cho tôi, giảng viên đại học Nguyễn Phan Anh, ở địa chỉ email phananhonline@gmail.com, website pamarketing.vn hoặc phananhonline.com, Facebook cũng là Phan Anh Online luôn, số điện thoại 0989 623 888. Các bạn cứ tìm tôi, các bạn cứ mail cho tôi, gọi cho tôi, nhắn cho tôi. Tôi nếu mà các bạn nhớ nhé, khi các bạn liên hệ thì các bạn không thấy tôi trả lời thì các bạn phải nhớ rằng có thể vào gửi vào mail thì nó rơi vào spam, gửi Facebook nó cũng rơi vào spam, đúng không ạ? Gọi điện có thể tôi đang bận, vậy thì đừng có trách cứ giảng viên, đúng không ạ? Mà hãy tiếp tục hỏi là anh ơi tại sao anh chưa nhận được, tìm cách để liên hệ thì tôi sẽ rất mong muốn được làm bạn với các anh chị, được làm một người có nhiều kinh nghiệm chia sẻ với các anh chị và được học hỏi từ chính các anh chị những cái chiêu thức, những cái cách thức kinh doanh, làm sao để cộng đồng doanh nhân cũng như là những người làm kinh doanh của Việt Nam chúng ta ngày càng phát triển và ngày càng trở nên giàu có và thịnh vượng hơn. Đấy là mong muốn của tôi, của cá nhân tôi. Tôi nghĩ rằng mình cũng có một cái chút hiểu biết nhất định và tôi tạo ra cái những cái video này như một cái phần sở thích, như một cái sự đam mê chia sẻ và như một cái sứ mệnh của tôi trong cái quá trình đi làm việc và công tác. Một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị rất là nhiều vì đã theo dõi toàn bộ khóa học của tôi, giảng viên Nguyễn Phan Anh. Hiện nay tôi đang công tác tại một trường đại học và tôi cũng có một công ty chuyên về media nếu các bạn cần sản xuất media. Tôi cũng có một công ty chuyên về marketing nếu các bạn cần sản xuất marketing. Và tôi cũng có là cổ đông của một công ty chuyên về thời trang. Tôi cũng có khá là nhiều kinh nghiệm. Tất nhiên những công ty này cũng là startup nhỏ nhỏ thôi, chưa có cái gì lớn lao cả. Đó, nhưng mà đó là tôi muốn chia sẻ là tôi có một số những kinh nghiệm có thể là trò chuyện và tư vấn cho các anh chị được. Cái gì tôi có thể tư vấn được miễn phí, tôi sẽ tư vấn miễn phí. Cái gì tư vấn mà phải trả phí thì tôi sẽ báo trả phí. Và một lần nữa, các anh chị có bất kỳ một câu hỏi nào, góp ý nào dành cho tôi thì hãy giúp tôi, hãy trò chuyện với tôi. Xin được cảm ơn các anh chị và xin chúc các anh chị thành công và kinh doanh thành công hơn nữa trong năm nay và những năm tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong các khóa học tiếp theo của tôi.